Thành phố Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân vừa tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí trung ương địa phương đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã gửi lời chúc mừng tới các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn Hà Tĩnh nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn đối với sự phát triển của huyện Nghi Xuân thời gian qua. Thông tin thêm về một số mục tiêu, phương hướng phát triển của huyện thời gian tới, Lãnh đạo huyện Nghi Xuân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều tin bài cổ vũ, động viên kịp thời phong trào thi đua lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, quảng bá con người quê hương, góp phần đưa Nghi Xuân sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.